Kim Yến. Bà Kim Yến. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng thiền đường đại chúng. Con xin thay khả thị sắp tấn thiên cho chúng con ạ. Dạ là thưa thầy, làm thầy luôn khai thị dạy cho chúng con rằng mình giữ nghi tình, phá cái vô minh, thì trên cái vô minh ngã chấp của mình á, luôn luôn là nó luôn đi song hành. Mà chúng con á, trên cái công phu của mình á, thì nó không có được, nói chung là không có được trọn vẹn để giữ cái nghi tình liên tục. Nên á, cái bị ngã chấp, cái bị vô minh nó luôn luôn là làm chủ nhiều hơn là cái công phu. Làm thưa thầy, thì có những cái trên cái tập khí ngã chấp của mình á, thì có lúc mình thấy rõ để mình có thể là mình khắc phục, hoặc là mình quay lại với công phu để vượt qua. Nhưng có những cái mà mình không nhận ra, chính thì tri thức khai thị cũng không, mình cũng không thấy rõ, mà làm như vậy á, thì tự tạo thêm cho mình những cái núi tư duy thêm nữa. Thì con cũng xin thầy khai thị sắp toán thêm cho chúng con. Đây là có sự trăn trở của con cũng giống như là các bạn đồng tham, cái sự tu tập của mình. Thì con xin thầy có thể sắp tấm thêm cho chúng con ạ. Con xin cảm ơn thầy. Cho nên cái tình tự tâm chân thật á, cái tình tự tâm chân thật là cái quan trọng nhất của người hành giả tham thiền. Cũng vì cái điểm này mà Đức Phật Thích Ca phải khổ tâm nhọc trí, chư tổ cũng vậy, phải xả bỏ cái thân mạng để mà giúp cho người hành giả củng cố được cái niềm tin tinh tự tâm. Thì khi chúng ta trên cái ý thức, trên cái nhất niệm vô minh của mình á, mình tin pháp dữ lắm, mình thấm thiết mạnh mẽ lắm, dám bỏ hết tất cả tài bảo, gia đình, sự nghiệp, vân vân để mà cầu đạo giải thoát. Nhưng mà thực ra mình bỏ bỏ cái tài sản vật chất ở trên cái hình thức, hình tướng đó, tại mình thấy cái hình tướng là tuyệt vời, chạy trên tướng, trên danh mà cái bản ngã mình đâu có bỏ xuống được đâu. Cái vô minh mình không bỏ xuống được. Nên khi mà đến cái một cái tùng lâm, một tu viện chẳng hạn, gặp thiện tri thức á, để mình tu mà mình không có chịu tu trên cái pháp, mà mình cũng trên cái hình thức, trên cái người, trên cái tên, danh, trên cái danh, trên cái tướng thôi, chứ không phải trên cái chánh pháp chân thật. Cho nên khi mà nó không hợp, không thuận với lại lỗ tai, không hợp với con mắt mình rồi, nó đụng với cái bản ngã mình rồi, mình lập tức tất cả những cái ý niệm ban đầu mình nó tan rã, nó quay trở ngược lại 180 độ. Đó đều là cái gì? Xuất phát từ cái ngã chấp, cái vô minh của mình. Mới bắt đầu ai cũng vậy, ai khi mà nghe chánh pháp hay là tu nếm một chút xíu cái mùi vị của thiền ấy, là họ mạnh mẽ lắm. Mà thật sự lúc đầu tiên là cái sự mạnh mẽ chân thật chứ không phải là giả, mà cái ý thức ngã chấp của mình rất kinh khủng, nó rất là linh lợi, nó rất là khôn ngoan, nó chạy, nó dẫn đường cho mình liền, nó dẫn bước cho mình đi luôn. Cho nên á, cái đó là cái tính gọi gọn là cái tính háo thắng trên ngã chấp. Nên người Hư Vân nói năm đầu là sơ tham, năm thứ nhì là lão tham, tới năm thứ ba là bỏ luôn, không còn tham mà còn khi hận nữa. Nhưng khi trở lại phản đối kịch liệt, đó là cái chánh pháp nữa, vô tình mình xóa đi cái chánh nhân của mình, quăng đi cái viên ngọc của quý của báo của mình. Đó là do vô minh ngã chấp ai cũng có, nhưng mà luôn luôn bị nhận lầm, bị hiểu lầm, bị sai lầm bởi cái ngã của mình. Ngã mình nó kinh khủng lắm, cho nên gọi là cái đó cũng là không đủ niềm tin tự đâu. Ở trong thiền đường Ngài Lai Quả nói, khi đã vào thiền đường thì cái sinh mạng đã nằm trong tay Ngài Lai Quả, đã phó thác cho chánh pháp rồi. Có khổ, có vui, có thuận, có nghịch, có như thế nào đi nữa,
cũng trên con đường giải thoát mà đi thôi. Tức là trên cái quy củ, trên cái chánh pháp để hành. Nhưng mà mình đã có làm được giống như vậy. Tại vì ở cái thế giới tự do, ở con người thời hiện đại, thời hiện đại thì cái gì cũng như là mình nắm trong bàn tay mình, bàn tay mình. Mình quyết định lên nơi cái ý thức mình quyết định rụp rụp ngay lập tức, muốn đi quay đầu đi ra, có đi muốn ăn quay đầu là có ăn, chứ đâu có theo cái giới luật, đâu có theo cái quy củ, đâu có theo cái sự khổ hạnh tu tập được nổi đâu. Cái khổ hạnh á, mà mình cho mình rất là bằng hàng khổ hạnh, cho là khổ hạnh, thiệt ra nó không phải là cái khổ hạnh mà cái hưởng thụ. Nhiều người á, tưởng đâu là khổ hạnh dữ lắm mà thiệt ra không phải là khổ hạnh. Cũng kiên cử này, kiên cử nọ, cũng thách thức, cũng gọi là challenge, giống như là chịu đựng á, chịu đựng và cái sự kham nhẫn á, mà thực ra không phải là kham nhẫn, không phải là chịu đựng, mà là ngã chấp luôn nữa. Bây giờ nó cái ý thức, cái vô minh của mình, cái ngã chấp của mình nó kinh khủng. Khi mà có một cái gì á, là nó đi trước, nó hướng trước. Cái hướng về si mê nó cũng hướng trước, mà cái hướng về cái gì sự tu tập cao độ cũng hướng trước, nhưng mà rồi không có giác ngộ nổi, nó biến thành ngoại đạo là không hay, cũng vì cái ngã chấp. Thì nương tựa học chư thiện tri thức đó, là mình giống mình phải phó thác, mình phải quên mình, phải mất mình đi, bỏ mình đi, bỏ cái ta qua một bên đi, thì chúng ta mới có thể thành tựu nổi. Hay đã bỏ là quyết định về sống chết như thế nào, không bỏ nữa. Giống như Đức Phật nói, khi mà nhận được cái pháp, tại vì chúng ta chưa nhận được cái pháp, chưa đủ niềm tin tin tự tâm. Đức Phật ví dụ đó, ở chỗ không có pháp mà chỉ toàn là cái danh lợi, tiền bạc, danh tướng, tất cả đầy đủ, hưởng thụ xa hoa phung phí, ở chỗ đó người ta mời tới hay là mình tới, người ta giữ lại cũng không ở nữa, lập tức đi, lập tức bỏ đi liền. Ở đó nó chỉ sa đọa thôi, ở đó chỉ là sanh ra vô minh chấp ngã thôi, đấu tranh giành, tranh giành giật dọc nhau thôi, và nó cái nhân của khổ, từ khổ đi đến khổ chứ không có giải thoát được. Cái chỗ mà có đầy đủ cái tiện nghi nhưng mà có pháp, thì chỗ đó mình có thể mình ở, mình tu rất quý biết chừng nào. Cho dù á, người ta không cho cũng phải xin cho được để ở. Còn cái chỗ không có tiện nghi, không có gì cả, nó khổ thì khổ vậy, nó thiếu thốn mọi điều, nhưng mà nó có cái pháp tuyệt diệu, cái pháp giải thoát, pháp tuyệt vời, cao thượng. Ở chỗ đó là cái chỗ rèn luyện, ở chỗ đó là cái chỗ làm nên bậc thánh, chỗ đó có thể dây tạo thành cái pháp thân của mình. Người ta có đuổi, có đánh, có chửi mắng cũng không có đi nữa. Người ta có nói xiên, nói sỏ, nói xéo cũng không có bỏ nữa. Cái phần đó nó có đuổi cũng không có đi mà. Ôm chặt đó để mà tu. Giống như là đi tìm trầm hương củ quý ở trong rừng sâu, nước độc á, ở trong đó mặc dù nó độc, mặc dù thú dữ cũng đâu có bỏ đâu, phải đi vào và phải đào cho được và lấy cho có cái trầm hương hay là đá quý đó, mới là người có một cái tâm thấm thiết, có một cái tâm chân thật, có một cái ý chí sắt đá, thì nó mới thành tựu. Đây chỉ mới một chút xíu gì vậy là gãy đổ, thì phải nói nó rất là oan uổng. Nó cũng do cái vô minh, si mê và ngã chấp, những cái đam mê, những cái niềm đam mê nhỏ, đánh mất cái bồ đề lớn của mình. Thì thường chúng ta hay bị, đối với chúng sanh, được một người mà giống như là ở cái chỗ mà có pháp mà bị đuổi mà cũng có đi, không có bỏ đó, nó hiểu lắm, nó hiếm, chứ không phải dễ mà tìm. Cho nên đối với lại cái người mà đã hành động như vậy, nó cũng đã thấy khó rồi. Còn ở những người mình chưa có bỏ gì hết mà nói rằng là không có ngã chấp thì nó hơi xa vời, khó tin đó. Nên mình là những người vẫn còn ở trong cái
chúng hồng trần vẫn còn ở trong cái gia đình, vẫn còn trong cái danh, cái lợi, cái này cái nọ bao bọc xung quanh, à, cái nhà chấp nó vẫn còn nằm yên đó, nằm kín, nằm sâu ở trong tâm, chưa có lộ ra thôi á. Mình phải thận trọng, không có coi thường. Nếu như Đức Phật ấy, cái kinh Di Giáo Đức Phật nói giống như rắn độc ở trong nhà, nhà mình to rộng đầy cái đồ đạc chất ngổn ngang, rắn độc đập bò trong đâu cũng biết đâu, biết đã vào trong cửa là biết trong nhà có rắn độc rồi đó. Chứ có rắn độc phải khéo mà tìm lấy cái móc sắt giới luật, lấy cái trí gươm, gươm trí tuệ của chánh pháp để mà kéo nó ra, dứt nó ra ngoài. Nó ra ngoài rồi mình ngủ yên. Chứ bây giờ mình cứ mặc dù có đủ móc sắt gươm trí tuệ đó nhưng mà cũng không thèm kéo nó ra, cứ ngủ trong nhà thì có nó cũng như không. Một ngày nào đó nó bò vừa nó ở phía sau nó cắn vô gót chân, cắn vô mình một cái thì mình chết liền thôi. Cho nên cái rắn độc đó là ngã chấp, rắn độc đó là tham sân si, rắn độc đó là cái vô minh của mình. Mình phải luôn luôn á cẩn thận thận trọng, thì luôn luôn trí tuệ phải ở sát với mình, trong tay mình, mắt tai tay đều phải theo dõi. Thì cũng giống như vậy, mình còn trong nhà, mình giống như đang công phu, đang tu tập, không để một cái niệm tập khí, một cái niệm ngã chấp vô minh nào nó có thể chi phối và nhiễm độc cho mình đó. Mình phải công phu liên tục, giờ nào khác nào phải công phu, ban ngày cũng công phu, ban đêm cũng công phu. Giống như nhà Lai Quả nói, sáng dậy á, xúc miệng đánh răng lấy thoại đầu ra, xúc miệng đánh răng, tối ngủ lấy thoại đầu làm gối, lấy thoại đầu làm chăn mền. Thành bình hàng ngày ta có chửi mắng, ta có khen gợi gì cũng lấy thoại đầu ra để mà đối đãi. Đó là vô phân biệt, đó là cái niệm trí, không có để cái vô minh nó sinh khởi. Thầy nói vậy nghe hiểu không?